Quạt nha, đây là quạt tăng nhiệt, cực đẹp. Cái nắp nó rất là đẩy vào rất là dễ thương nha quạt. Chỉ cần đẩy vào cái khi rảnh là đẩy vào thôi, đẩy vào bên trong. 10.500.000 bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng, trị giá là 300.000 xịn sò để các bác kết nối từ vàng xuống nha. Vâng, và sau đây mời tất cả các bác cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những con bao san xui em mới về. Con này là con bao san xui hai phách BR4023 A nha các bác. 423 thường nó sẽ không có chế độ chơi súp trên này. Ở đây còn A nha. Giá thì rất là tốt cho các bác, hàng thì phải là đẹp. Đấy. Nắp thì em mở sẵn rồi, ốc và nắp phía trên. Đây là những con bao san xui của Nhật Bản, xịn sò. Điện 100V nha các bác. San xui hai phách 4023A. Con này mang cấu hình là nguồn xuyến rất là mới luôn, nguồn xuyến, và chạy là 24 sò công suất nha. Mỗi vế là 12 con, 24 sò công suất. Những con bao san xui này thì về hầu như là con nào cũng cực mới cho các bác luôn. Mới và đẹp, bóng nhông. Tăng vô xuyến là phần nguồn, phần rê và phần công suất nằm phía bên này. Đây, phần rơ le. Và độ mới của nó 10.500.000. Con này các bác chơi full 30 loại nha, hoặc là căng đét đen luôn. Trang bị là hai cầu loa, một cầu loa thông dụng và một cầu loa chuyên nghiệp Nutrix nha. Điện 100V, đường tín hiệu vào là ba lăng. Khi các bác mua những con đẩy bên em đều được tặng kèm một bộ da ba lăng hay cho các bác nha. Đây là quạt tăng nhiệt, cực đẹp. Cái nắp nó rất là đẩy vào rất là dễ thương nha các bác. Chỉ cần đẩy vào cái khi rảnh là đẩy vào thôi, đẩy vào bên trong. 10.500.000 bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng, trị giá là 300.000 xịn sò để các bác kết nối từ vàng xuống nha. Nói chung là rất là mới. Hai phách 4023A. Đây là phần chơi súp, đây nút nguồn, volume canh chỉnh, volume tổng, đấy, rất là xuất sắc luôn nha. Bác nào mình đang cần chơi những cần một con bao san xui hai phách 4023, và thứ nhất là nghi hay và trưng bày nó mạnh, nó 28 sò nha, 24 sò và kìm theo 4 con thúc nên là thành tính là 28, nguồn xuyến nha, mạnh mỹ và rất là đẹp. Nghi hay và trưng bày vừa nghi vừa hát nha các bác. Chơi hai cặp boss thì vô tư rồi, hai cặp BMB bass 25 hoặc là chơi một cặp 30 can đét kìm theo một cặp nhỏ nhỏ nữa là ok. Giá 10.500.000 bao gồm phí ship nha các bác. Bác lưu ý đây là 4023A nha. Con A có chức năng chơi súp. Trang bị là hai cầu loa, một cầu loa thông dụng bắp chuối mỏ chim và một cầu loa chuyên nghiệp điện áp 100V. Rồi bác nào chốt thì alo cho em nha. Qua hai số điện thoại trên 0978338 14 hoặc là 0965 77027, em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn là 10.300.000. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 1-2 triệu trở lên thì em ship hàng. Có thấy độ đẹp chưa? Rất là ngầu, và thiết kế của những dòng san xui thì khỏi bàn. San xui thì thiết sản xuất những dòng loa và âm ly, và đến những dòng đẩy này thì các bác sẽ biết chất âm của nó luôn. Dòng hai phách lâu lâu mới có hàng nha. 10.500.000 bao gồm phí ship nha các bác.